chúng ta sẵn sàng nghe lời Chúa chưa? Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho quý bà cha chúng ta đọc lời Chúa trong Giăng. Giăng đoạn 6 từ câu 35 cho tới câu 38. Hồi nãy anh Phi có cho đọc, chúng ta cùng nhau đọc. Giăng đoạn 6 câu 35 tới 38 chúng ta cùng nhau đọc. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta đã nói, các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin. Và những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời mà xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Cảm ơn Chúa. Câu 38, vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con yêu Ngài. Chúa ơi, chúng con hết lòng hết ý hết linh hồn mà thờ phượng Chúa của chúng nay, trong một cách nào đó thì Ngài gom dân sự của Chúa lại, như Chúa đã gom dân Israel về chung với Ngài, thì Ngài gom con cái của Chúa đến nhiều nơi, nhiều chi thể để mà thờ phượng Chúa, tụng Chúa. Hồi chiều nay chúng con được ơn trước mặt Chúa để hầu việc Ngài. Anh chị em chúng con được ơn trước mặt Chúa để thờ phượng Chúa, và tất cả chúng con được Chúa mở tay chân liên chúng con ra để nghe lời Chúa, nguyện Chúa đặt lời Ngài trong chúng con. Nếu không bởi Đức Thánh Linh, nếu không bởi Ngài thì chẳng ai nghe, cũng chẳng ai nhận lấy được, và cũng chẳng ai ra giảng. Cho nên bây giờ Đức Chúa Jesus Christ nguyện mọi điều Ngài làm sáng danh Đức Chúa Trời của chiều nay chúng con sẽ nhận được điều đó. Chúng con cảm ơn Cha và đáp ứng nhu cầu của con cái của Ngài, đáp ứng nhu cầu của ý trời để rồi ý của Cha được nên trong cuộc đời chúng con. Và bây giờ Đức Chúa Jesus Christ tụng quỷ phá quyền lực bóng tối, quyền lực sự chết, để rồi dân sự của Chúa được tự do nghe và nhận lãnh và lớn lên theo một thước của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con yêu mến Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Trong câu 39, và ý muốn của đấng đã sai ta đến là hãy sự gì Cha đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi Ngài. Sarot, và điều đó để nói rằng tôi và quý bà trên sẽ được Đức Chúa Giêsu làm cho sống lại, và chúng ta là món quà của Thiên Con. Quý bà trên biết điều đó. Tôi và quý bà trên biết rằng có những cái hai cái mặt thứ mà chúng ta biết rằng, thứ nhất là Chúa trả giá cho tôi và quý bà trên vì sự trả giá của Thiên Con, và sự trả giá của Thiên Con nói lên sự vâng phục của Ngài đối với Đức Chúa Cha và dạy cho chúng ta sự vâng phục Đức Chúa Trời của chúng ta. Nhưng mà sự trả giá đó khiến chúng ta được phục hòa và làm con trời. Nhưng mà cái mặt thứ hai, quý bà trên biết chúng ta là món quà của Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Giêsu, chúng ta là món quà của Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Giêsu, và Đức Thánh Linh cũng là món quà của Ngài ban cho tôi và quý bạn trẻ. Cho nên vì cái đó quý bạn trẻ thấy rằng gọi là Ngài phải chết trên thập tự giá, nhưng mà khi Ngài chết, Ngài làm trọn thì cái món quà của sự làm trọn của Ngài, cái món quà của sự vâng phục của Ngài là tôi và quý bạn trẻ, để rồi chính Ngài làm cho chúng ta sống lại trong ngày Sarot. Và điều đó để nói rằng tôi và quý bạn trẻ có câu trả lời, tôi và quý bạn trẻ không có hụt hẫng, và tôi nói cùng quý bạn trẻ lời Chúa nói rất là rõ, lời Chúa nói là thà đi vào tang chế, phải không? Thà đi vào nơi tang chế còn hơn là yến tiệc. Tại vì nơi đó mình suy gẫm về sự chết, nơi đó chúng ta suy gẫm về sự sống lại, chúng ta suy gẫm về sự cuối cùng. Và nói thiệt cùng quý ông bà anh em, đi đám tang cho tôi, nhiều người đám cưới thấy đi không thấy nơi đám tang, nhưng mà đám tang là nơi nhắc lại là Chúa chúng ta như thế nào đối với con của Đức Chúa Trời. Phải không quý bạn em? Chúng ta đừng nhớ về nơi đó không có khổ sở, không có lót tôi đi đủ hết cho nhiều người đó. Quá thiên liên đó là chúng ta là tin Chúa, chúng ta không đi vào nơi chùa chiền, chúng ta không đi vào nơi cúng, chúng ta không đi vào nhà thờ công giáo hay là này nọ. Tôi nói cùng quý bạn em, tôi không đi lại đó để thờ. Tôi cũng không đi lại đó để mà tìm kiếm cái gì hết. Tại vì sự tìm kiếm chúng ta có là Đức Chúa Trời của chúng ta, phải quý bạn em. Nhưng mà vì tình cảm, vì như thế này là tôi có mặt những nơi đó, tới chỗ nào cần tôi có mặt đó để yên ngủ cái người còn sống. Nhưng mà khi mà có mặt ở đó, cái sự ích lợi là lại thuộc về tôi, là lại luôn luôn tại đó tôi có bài giảng về sự sống lại của Chúa Giêsu, tại đó tôi có bài giảng về sự sống lại của con cái Đức Chúa Trời. Ai nói gì nói, ai tụng gì tụng, tôi tụng Đức Chúa Trời. Ai muốn bon gì tôi có bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời, tôi có những cái bài giảng nói về sự sống lại. Và tại sao chúng ta tin? Và như là đó là cái cơ hội tôi nói cùng quý mà cho em, giống như Chúa Giêsu tới ngày đến thế gian để làm gì? Làm trọn với Cha. Nhưng mà ý của Cha là gì? Ý của Cha là chi? Ý muốn của đấng sai ta là để Ngài ban cho ta điều gì? Tôi và quý bà cha hỏi tay của Đức Chúa Trời và không mất và làm sống lại trong ngày cuối cùng. Không có gì tốt lành hơn sau khi chúng ta ăn uống rồi những này nọ. Và nên tôi cảm ơn Chúa. Dùng cái thí dụ thật, thí dụ như tôi là vợ mời, cảm ơn Chúa, ông xã em cũng về với Chúa nhiều năm, nhưng mà lòng em mê ngủ lắm.
tại vì biết chắc là khi ông về thiên đàng, ông về ngay nhắm mắt đó thôi, không đi đâu hết, mình cứ nói một cái ngang vậy đó, không đi đâu đi, không về cõi nào hết, mà về thẳng với Chúa, tại Chúa nói như vậy mà đó là điều yên ủi. Em không biết chị sao, anh sao chứ, với em là không thắc mắc về ngày cuối cùng, em không cần biết em đi đâu, tại vì Chúa nói là khi nhắm mắt thôi, em về với Chúa thì thôi. Cái đó phải bài giảng không? Phải cơ hội giảng không? Mình đâu đụng chạm ai, mình đâu nói ai xuống địa ngục. Nhưng mà người ta suy nghĩ, tại vì nhiều người nói, ô bây giờ, em phải dốc lòng để mà tụng cho ông xã hay cho bà ngoại, bà nội, cho má em đi về khỏi nước vàng. Mình đừng nói gì hết. Nói, nhưng mà khi mà má em về với Chúa mấy năm về trước, hay là trong hội thánh em có cái bà vừa về với Chúa, hay là có cái ông vừa về với Chúa, thì em biết ngay không cần tụng nữa là tại vì ông về với Chúa rồi. Nhắm mắt tờ hình. Và ngay cả chúng ta nói như chuyện công giáo thì cũng nói được như thật, tại vì trong bài giảng mới kia rồi tôi mới đi là ông cha nói rất là hãy nghe 90% không có thấy khác, tức là gì cũng dám nói gì chừa sống lại thì cuối cùng thêm bài hát xin mẹ đói đứa con nhưng không biết làm chi nữa, tới cuối cùng thêm bài hát rồi xong lại chúc phước để mà sớm gặp thánh nhân Chúa. Tôi nói kỳ quá, nãy giờ nói là giờ này là gì đó, ông gì đó đã được về với Chúa, Giuđa gì đó là được cho Chúa ôm về nhà ngài cái lát, nhưng mà chưa thấy nhà Chúa. Ủa vậy nhà Chúa chưa thánh nhân là sao? Tại vì họ tin có lò hồ luyện tội. Và tôi nói cùng quý ba cha em, đó là những cơ hội để mình biết rằng lời Chúa cho mình biết về cái ngày mai, để là lời Chúa không phải cho chúng ta hy vọng, như lời Chúa là sự hy vọng của chúng ta và sự bí cách để tôi và quý ông bà cha em được an ủi trong cuộc đời. Và tôi nói nữa cùng quý ông bà cha em, đó là lý do chúng ta nghe lời Chúa. Có nhiều người nghe để coi ông Dũng nói gì, đừng nghe ông Dũng nói gì, nhưng mà nghe Đức Chúa Trời nói gì, và đừng nghe Đức Chúa Trời nói gì cho con chân, mà hãy nghe Đức Chúa Trời nói gì cho ông Dũng, cho bà Vũ, cho bà Nhi, cho ông Nhi, quý bà cha này không? Tức là đặt tên của mình, Chúa dạy gì con hôm nay? Không phải gì, con không mang thấy mặt nó ngơ. Chứ bữa nay nó nghe, nó không hiểu gì hết, chứ tôi hiểu không phải? Đừng có cho người nào nghe, nhưng mà Chúa dạy gì cho tôi ngày hôm nay? Tại vì nó không ăn nhầm cho người bên cạnh, quý bà cha hiểu không? Chúa có sự dạy cho người bên cạnh, nhưng mà Chúa dạy gì? Đừng có mọi ngày rồi, bữa nay ông lại chửi phi nữa rồi, bữa nay ông lại đúng ông Châu. Đừng ăn nhầm gì tôi, quý bà cha em. Nếu những người đó không chẳng tôi quên mắt mới thì tôi quý bà cha em hiểu không? Nhưng mà hãy nghe lời Chúa mà nói rằng Chúa dạy con cái gì ngày hôm nay, con nghe được cái gì ngày hôm nay. Và tôi bảo đảm cùng quý bà cha em, đừng tôi nói mà nhiều lúc tôi cũng sợ ai giận, tại vì tôi không có nói để chọc ai giận hết. Nhưng mà nếu quý bà cha em nghe lời Chúa mà bị đụng đó thì đừng giận tôi. Nếu đó là lời của Đức Chúa Trời, đừng giận tôi mà hãy mà quỳ xuống mà nói rằng Chúa ơi, ngài dạy gì con hôm nay mà sao con nghe vô nó nhức quá. Có phải lời Chúa nói lời ngài là gươm hai lưỡi không biết mà nha, ăn sâu vào hồn lưng cốt tử. Nhưng mà lời của Chúa nghe ra, ô bữa nay vui quá nghe hay quá, chẳng có nghĩa là không bị cái trách gì hết, nghe sung sướng cuộc đời quá, thế nào Chúa cũng thương, thế nào Chúa cũng lòng đúng. Nhưng mà lời Chúa có một cách để mà biệt riêng chúng ta ra, thánh hóa chúng ta bằng lời của ngài. Thì nếu mà lời Chúa đang vô đụng nó đau, tại sao nó đau? Tại vì nó là cancer ở trong, tại vì nó kẻ lở ở trong, nó là mụn nhọt ở trong, thì là Chúa phải quậy vô, quậy rồi móc nó ra, rồi không nó lại. Phải không quý mà cha em? Thành ra không phải lời Chúa để mà hủy diệt nha, nhưng mà lời Chúa gây dựng. Và tôi thường nói cùng quý mà cha em, nhiều người tưởng là tôi nói thẳng người đó, tôi không biết gì đó. Xong rồi tới giờ đến lúc người ta giận tôi nói, ủa tôi đâu nói câu đó cho người đó đâu. Phải không quý mà cha em? Thí dụ tôi nói hỡi hãy những kẻ ngủ hãy tỉnh dậy, trong đây có ai không ngủ không? Ngủ quá chừng có người nghiền ngáp, có người ngủ trong đầu, có người mở mắt vậy chứ ngủ nãy giờ. Phải không quý mà cha em? Nhưng mà tôi đâu phải nói câu đó, lời Chúa nói mà, hỡi những kẻ ngủ hãy tỉnh dậy. Phải không quý mà cha em? Rồi, nói vậy để nói rằng tôi và quý ông bạn cha em có lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là làm cho chúng ta sống và làm cho chúng ta tin cậy, và chúng ta biết chắc điều đó. Nhưng mà tôi có tin mừng cho quý ông bạn cha em nữa, nếu mà chỉ có sống đời đời đó thì chúng ta sẽ ngăn ngán, chúng ta sẽ buồn phiền, chúng ta sẽ chờ chết, chúng ta cầu chết. Phải quý ông bạn cha em, đừng giơ tay. Mà trong đó cũng có một sư dũ lâu lâu buồn, Chúa ơi hiện cách không đi. Tôi nói nhiều lúc mà nếu mà tôi mà xin Chúa về như vậy đó, Chúa cũng không muốn cắt về, để cứ than hoài ngồi trên đó. Tại vì nếu mà chúng ta không thỏa lòng với Chúa ngày hôm nay, đừng nói chúng ta sẽ thỏa lòng với Chúa trên thiên đàng. Quý mạnh cho em hiểu, chỉ có trên thiên đàng đó là chúng ta quá giống ngài rồi,
Tại ra chúng ta không than thở. Cho nên mà Chúa đem lên về giống như chúng ta ở dưới đất, chúng ta chưa thấy Chúa đã than rồi. Về trên trời chúng ta thấy Chúa, chúng ta càng than nữa. Con về đi mà con cô đơn quá, xin cho con vợ không mang đi, vợ con dưới đó thì xin sống lâu, mà con trên trời cứ xin cho vợ con mang về với con. Phải không quý bà Trang? Và tôi thường nói cùng quý bà Trang, khi mà thành mình thành con, mình chấm quá mãi con già. Có nhiều người đó, tôi nói thiệt, sao càng càng có thấy trẻ hơn, thấy đẹp hơn, mà tôi thì thấy xuống, thấy xấu. Phải không quý bà Trang? Quý bà Trang nghĩ là mình thấy xuống, thấy xấu thì mình muốn về với Chúa. Với mấy người mà làm ăn có tiền, rồi thịnh vượng, rồi đẹp, để mà cứ mình thì càng ngày càng xệ, càng xấu, càng mập, mấy người đó càng ngày càng thon, rồi càng cao hơn, rồi tóc đẹp hơn, từ tóc đen ra tóc vàng, rồi từ nghĩa là làm mũi kem, mũi ngắn ra mũi dài, đủ thứ hết. Mấy người đó đâu muốn chết, sửa soạn để sống lâu chứ đâu phải sửa soạn để chết. Phải không quý bà Trang? Quý mạnh em hiểu được không? Vì như vậy quý mạnh em biết rằng chúng ta không có về với Chúa mà như vậy. Không có về Chúa tại bệnh hoạn quá rồi gì với Chúa thôi. Mệt mỏi quá về Chúa. Nhưng mà sống ở trên đất như trời. Mà tôi nói thật của quý mạnh em, ở trên thiên đàng đó mình không kinh nghiệm Chúa nghe kỹ nha. Đừng đóng rinh, đừng rinh mình ném đá. Không có kinh nghiệm Chúa, nhưng mà trên thiên đàng mình sống như Chúa sống trong mình. Ở dưới đất này mình mới kinh nghiệm Chúa. Quý mạnh em hiểu chỗ đó. Ở dưới đất này mình mới kinh nghiệm Chúa Giêsu trong cuộc đời mình là như thế nào. Chúa Giêsu an ủi mình như thế nào, Chúa Giêsu chữa lành mình như thế nào. Tại vì mỗi lần mình đi qua cái quãng đời khó khăn của mình thì là điều mà Chúa Giêsu phải làm trên tờ tờ giá để khỏa lấp những điều đó trong cuộc đời tôi và quý bà cha. Khi mà mình trên giường bệnh thì lúc đó là lúc Chúa Giêsu đã gánh những cái vết thương của mình với những cái lằn roi mà Ngài chịu trên tờ giá, thì Ngài khỏa lấp cái sự đau đớn để chữa lành tôi và quý bà cha. Khi mình bị xí nhục là lúc đó Chúa bị đòn roi trên thập tự giá, bị giật đau, bị đóng đinh, để rồi sao Ngài gánh những cái khổ nạn chúng ta, để bởi sự xí nhục của Ngài mà chúng ta được sự bình an. Quý mạng cho em hiểu không? Tức là tôi và quý mạng cho em kinh nghiệm Chúa ngày hôm nay, kinh nghiệm Chúa, sự tốt lành của Chúa, Chúa trong chúng ta Ngài. Nhưng mà mỗi quãng đường chúng ta sẽ kinh nghiệm Ngài dẫn dắt chúng ta như thế nào, chúng ta kinh nghiệm được sự sống của Ngài trong chúng ta như thế nào. Phải thể xác chúng ta mờ mỏi, nhưng mà tâm linh chúng ta mỗi một ngày sẽ trỗi dậy. Và quý mạnh cho biết được đó, như người hầu về Chúa bằng thể xác, nhưng mà cho tới khi cái thân xác mình mà không hầu về Chúa nổi thì lúc đó mình mới biết cái linh của mình như thế nào. Thưa quý mạnh cho, cái thân xác mình mờ mỏi, cái thân xác của mình á, lúc vui lúc buồn, phải quý mạnh cho, đúng không? Nhưng mọi người đó, cái gì cũng khóc được hết. Con làm mình buồn cũng khóc, con làm mình vui cũng khóc, hạnh phúc quá cũng khóc, mà buồn quá cũng khóc. Thấy quý bà cha, nếu mà chúng ta thờ phượng Chúa vậy, quý bà cha thấy sao? Bữa thì vô mặt như là con ngựa dài thòn, bữa thì vô cái mặt thì như mặt trời sáng, tại vì mới trúng số, tại vợ mới nấu ăn ngon, hay là con nó về thăm nó cho tiền, ví dụ như vậy. Phải không quý mạng cho em? Nhưng quý mạng nhiều người thờ phượng Chúa vậy đó, cái xác chứ mặt đi vô nhà thờ, thờ phượng Chúa bằng cái xác, thành ra bữa thì thiên liêng, bữa không thiên liêng, bữa ồ con chưa thần Chúa ở giữa, bữa thần Chúa đã đi rồi, thằng nào đi? Chúa hiện diện với lời của Ngài, hôm qua có Chúa ở đây, hôm nay có Chúa ở đây. Lúc mà cái mà quý mạng cho em hiểu rằng nếu mà không có chúng ta thì nói theo người phàm á, thì Chúa không hiện diện ở đây. Thì Chúa hiện diện không phải ở trong cái building, nhưng mà nơi nào cũng có Chúa, quý mạnh trên hiểu cho đó. Nhưng mà nói về sự hiện diện của Chúa thì khi chúng ta có mặt, Chúa mới có mặt. Là tại vì Chúa ở giữa chúng ta, Chúa ở trong chúng ta, và Chúa ở giữa khi đôi ba người đến nhóm họp lại, phải không quý mạnh trên? Thành ra lúc nào cũng vậy hết, không phải vì tôi và quý mạnh trên buồn hay vui là khỏe. Và thành ra chúng ta không có học về Chúa bằng cái thể xác vậy, nhưng mà chúng ta học về Chúa bằng cái tâm linh. Mà tâm linh thì luôn luôn yêu Chúa, tâm linh luôn luôn trỗi dậy. Cái lý do tôi và quý mạnh trên buồn thả, tại vì mình để cái phần xác, cái phần sáng nó mình bị bỏ rồi. Phần sáng đó là chồng coi thương mình, cái vợ mắng nhiếc mình. Phần sáng đó là mình bị bỏ, cái phần sáng đó là không ai lo, không ai thương, phải quý mà chê. Tới đây cuộc đời nó sầu khổ. Tôi nói cùng quý mà chê, người nào cũng linh thiêng, người nào nói có Chúa là có đủ rồi, phải không? Phải không? Amen. Có quyền giơ tay. Tại vì ai cũng biết câu đó, ai cũng nói có Chúa là có tất cả, người ta lên amen. Có nhiều người chơi ngay kìa. Nói lại lần nữa. Ai tin là có Chúa là có tất cả giơ tay. Amen. Nhưng mà lát về cái còn đi ngoài còn nhức đầu quá, không biết Chúa tôi ở đâu. Lát về cái bắt đầu kiếm xét, cái bắt đầu đi chợ, cái tiếng thiếu thiếu, không biết Chúa tôi ở đâu, cầu nguyện hoài chưa nghe, trả nợ nhức đầu. Phải quý mình chứ. Tại vì cái phần xác nói rằng Chúa là tiền, Chúa là sự chữa lành, Chúa là sự ôm ấp, Chúa là hạnh phúc, cái phần xác nói vậy không. Cái chúng ta phải hiểu cái phần linh là mình có Chúa và Chúa có chúng ta, và lời Chúa nói gì? Ngài không bỏ chúng ta, nhưng mà Ngài chắc chắn tới ngày cuối cùng Ngài sẽ làm cho sống lại. Tại là chúng ta look forward để sống đời đời với Chúa, nhưng mà trong cái kinh nghiệm hàng ngày thì
thì quý bà cho em, tôi đã nói nhiều lần quý bà cho em hiểu một sư dụng không nói là con cái Chúa phải nghèo, con cái Chúa phải bệnh, con cái Chúa phải bị vợ bỏ, chồng bỏ hay là bị cay đắng trong cuộc đời. Nhưng mà những cái cay đắng trong cuộc đời để nói lên là Chúa là mặt cọ và lời Chúa là mặt cọ của tôi và quý bà cho em. Tại vì ai cũng có thể hạnh phúc được, nhưng mà hạnh phúc đó là tạm bợ. Nhưng mà trong cái tạm bợ mà mất đi mà mình vẫn là hạnh phúc thì mình mới có Đức Chúa Trời, phải không quý bà cho em? Amen. Mà tôi nói cùng quý mà cho em, đó là lý do có thể nhiều người vào hội thánh này họ không quen với hát vỗ tay, họ không quen đứng hát. Có nói cùng quý mà cho em, nằm mà ngái cũng được, muốn hát cũng được, không hát muốn vỗ tay không vỗ tay, không có gì thiêng liêng không thiêng liêng á. Tại vì Chúa không nhìn qua bộ quần áo, Chúa không nhìn tôi và quý mà cho em mở mắt nhắm mắt, mà Chúa nhìn là cái lòng chúng ta có khao khát Chúa hay không. Có nhiều người chỉ trích là hội thánh này bận đồn về hay là hội thánh này, như tôi nói cùng quý mà cho em, khi Đức Chúa Cha nhìn chúng ta qua dòng huyết của Chúa Con đó, Ngài thấy chúng ta là thánh và Ngài thấy cái lòng chúng ta khao khát Chúa hay không. Tôi nói cái này phản tác và tôi không chỉ trích gì hết, nhưng mà quý bạn cho biết rằng đây là một cái nơi mà quý bạn cho được tự do thờ phượng Chúa. Tôi biết tôi hướng dẫn hát dài và tôi biết đôi lúc tôi hát nhiều hơn quý bạn cho, nhưng mà thật sự nếu mà tôi hát theo ý tôi thích đó là 2 tiếng đồng hồ tôi chưa ngừng, tại vì tôi phải chờ thời gian mà quý bạn cho nghe lời Chúa. Nhưng mà cái điều tôi nói cùng quý mạnh cho em biết là đó là niềm vinh dự mà chúng ta được tôn vinh Đức Chúa Trời chúng ta. Nếu quý mạnh cho em nghĩ rằng mình phải hát á.